hơn 1 triệu thành viên hoạt động sôi nổi, 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng triệu lượt truy cập sau nhiều năm ra mắt, 12 chân rết cầm đầu trên diễn đàn, hơn 3 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Sau nhiều năm, trang web Thiên Địa đã bị công an đánh sập, tiết lộ chùm web đen đứng đằng sau hoạt động bí ẩn này. Các thành viên đã thu thập hàng chục triệu video đen như thế nào? Tại sao ông trùm web đen lại có thể hoạt động trong một thời gian dài đến như vậy? Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên trang website diễn đàn Thiên Địa 2.cc. Có trao đổi, chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, quan hệ với nhau, lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập. Qua điều tra cho thấy, trang diễn đàn Thiên Địa ban đầu có tên là Lầu Xanh, được chia làm nhiều mục khác nhau, bao gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, video, hình ảnh, chuyện đen, quảng cáo, mua bán đi khách, quan hệ tình dục. Để quản trị, vận hành đường dây này, nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đã sử dụng thủ đoạn chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với một tài khoản Super Admin được đặt tại nước ngoài. Nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin thông qua chat Telegram, tiền công được đối tượng Super Admin trả hàng tháng qua tiền ảo. Tại Việt Nam, bước đầu cơ quan công an xác định có 12 đối tượng tại nhiều tỉnh thành liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành đường dây nói trên là do Nguyễn Đức Vinh cầm đầu và điều hành. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin, giao dịch bằng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trong quá trình xác minh, công an xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện tính chất của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đã hoạt động trong thời gian dài, mặc dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền. Nhóm các đối tượng đã lôi kéo được hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, phát tán hơn 11 triệu nội dung đồi trụy, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống thuần phong mỹ tục. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án, xác minh, đấu tranh và triệt phá. Sau thời gian theo dõi, 12 tổ công tác đã đồng loạt khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Ngoài Nguyễn Đức Vinh, 11 đối tượng còn lại bị cơ quan công an bắt giữ bao gồm Trịnh Anh Tuấn, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Lâm Đồng, Phan Vĩnh San, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trương Gia Huy, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Bình Dương, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Vĩnh Long, Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Lai Châu, Phan Thanh Tiền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Cà Mau, Lý Trị Quân, sinh năm 1991, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Xuân Khải, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Mạnh Cường, trú tại thành phố Hải Phòng, Nguyễn Phúc Nghĩa, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Hương Quỳnh, trú tại thành phố Hải Phòng. Cơ quan công an cũng thu giữ các tang vật gồm 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 chiếc điện thoại di động và phát hiện hàng triệu ảnh, chuyện đồi trụy. Nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn Thiên Địa. Quá trình điều tra xác định số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2013, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập hai đối tượng là Phùng Quang Sơn, 28 tuổi, trú tại Thịnh Hào, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Hoàng Văn Hữu, 32 tuổi, trú tại Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội là hình ảnh trái ngược nhau của hai kẻ đứng đầu trang web đen đang giữ mức kỷ lục với số thành viên tham gia hơn 20.000 người. Phùng Thanh Sơn giữ thái độ điềm tĩnh khác thường, sẵn sàng đáp trả mọi câu hỏi. Ngồi bên cạnh, Hoàng Văn Hữu dường như đổ sập trước hành vi của mình khi bị các trinh sát phơi bày. Theo như cách trả lời của Sơn, thì gã vốn ham thú với các trang web đen khi phát hiện nhiều trang web dạng này đã nảy sinh chiêu trò tung ảnh gái, bán hoa và thông tin lên để câu view. Đồng thời là chiêu thức quảng cáo cho các gái bán hoa nhằm thu tiền. Sơn đã nghĩ đến chuyện làm ăn lớn theo dạng này. Nói là làm, Sơn quyết chi hầu bao ra trước 17 triệu đồng để cùng Hữu tạo nên một trang web có tên là Lầu Xanh.xxx, đầy quyền lực trong giới bán hoa. Giọng giáo hoảnh, Sơn trả lời tất cả những câu hỏi về phía gã, dẫu biết mình có quyền từ chối. Công an hỏi,
mục đích mở trang web lầu xanh.xxx để làm gì? Sơn trả lời, để thỏa mãn, để mọi người cùng chơi. Cơ quan công an hỏi tiếp, khi trang web được lập ra, cậu giữ vai trò gì? Sơn trả lời, thì gọi là quản lý, nhưng cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng là thành viên, cũng vào viết bài đăng ảnh như bình thường, chẳng có gì khác mọi người tham gia. Cơ quan công an hỏi, là chủ thì có quản lý thông tin từ các thành viên khác đưa lên hay không? Sơn trả lời, khi đã là thành viên thì mọi người có quyền tham gia, có quyền viết bài và có quyền đăng tải mọi thông tin thích. Mình không thể ngăn cản họ mà cũng chẳng ngăn cản làm gì khi đó là sân chơi chung của mọi người. Cơ quan hỏi, hành nghề ở đâu? Sơn trả lời, ở nhà thôi. Thế có thu tiền gái bán hoa hay không? Sơn cười và đáp, có. Từ khi lập trang web này thu được bao nhiêu? Sơn trả lời, không nhớ. Lấy tiền đâu để mở trang web này? Sơn trả lời, thì tiền nhà, tiền dồn từ nhiều việc khác. Cơ quan công an hỏi tiếp, có bao giờ nghĩ trang web lầu xanh.xxx lại phát triển lớn như vậy không? Sơn trả lời, thì đương nhiên nó phải lớn hơn khi lượng người truy cập ngày một lớn. Quan trọng là nội dung nó ngày càng hấp dẫn. Thế có nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay không? Sơn chỉ cười và không trả lời. Trái ngược với Sơn, Hoàng Văn Hữu tỏ ra hoảng loạn. Ít ai nghĩ rằng với khuôn mặt đầy non tơ như Hữu lại đang giữ chức giám đốc một công ty công nghệ truyền thông Hoàng gia và cũng là người tạo dựng trang web lầu xanh.xxx nổi tiếng trong giới đèn đỏ. Hoàng Văn Hữu luôn than vãn cho thân phận mình đen đủi vì trong chuyện này hắn không được lợi gì cả, đơn thuần chỉ là người thiết kế. Theo lời Hữu, do trang web không thống kê được số lượng người xem mà chỉ đăng ký thành viên nên không thống kê được lượt vào xem. Tuy nhiên, được phân chia quyền khác nhau phần quảng cáo trên trang web nên Hữu vào các trang web như cá độ, xổ số rồi gửi email mời đăng quảng cáo. Khách hàng muốn thuê quảng cáo trên trang web thì liên hệ qua hộp thư với Hữu. Mỗi lần quảng cáo, Hữu thu của khách hàng mỗi tuần một thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng. Đến nay, Hữu cho biết mới chỉ thu được 1 triệu đồng tiền quảng cáo. Hoàng Văn Hữu sẽ phải chịu hình phạt thích đáng với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, còn Phùng Thanh Sơn sẽ gánh hai tội danh là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và môi giới mại dâm. Việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá web đen và xử lý những đối tượng lập web đen trong thời gian gần đây đã đặt ra câu hỏi, vì sao hiện tượng này không chấm dứt, thậm chí còn thu hút cả những người có nghề nghiệp, công việc làm ổn định, đàng hoàng tham gia. Lý giải điều này, cơ quan công an cho biết qua các vụ việc đã được khám phá cho thấy lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh web đen là rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Trong khi các đối tượng điều hành không phải mất công sức, chỉ cần ngồi một chỗ, giấu mặt điều hành hoạt động qua máy tính và chờ tiền đổ về tài khoản. Đó chính là lý do khiến cho các đối tượng vẫn lao vào kinh doanh web đen, bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Nhiều vụ việc các đối tượng còn thành lập công ty để kinh doanh web đen nhằm che mắt cơ quan chức năng, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh. Phân tích của Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao thì lợi nhuận của các trang web đen dựa vào những nguồn thu chính như: thứ nhất là đặt banner quảng cáo cho các doanh nghiệp, cho các đối tượng môi giới mại dâm. Thứ hai là nguồn thu lệ phí đăng ký thành viên, phí thuê bao mà thành viên bắt buộc phải trả khi truy cập vào web đen để xem hoặc tải phim về. Nắm được phương thức kinh doanh này, một số đối tượng am hiểu về công nghệ thông tin còn thành lập web đen, sau đó bán lại cho người khác. Với sự phát triển mạnh của Internet và mạng xã hội như hiện nay là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ kinh doanh web đen hoạt động. Nếu như trước đây, các đối tượng thường chỉ giới thiệu web đen trên các diễn đàn kín này, thì những kẻ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tranh thủ các mạng xã hội có số lượng lớn, đông người sử dụng như Facebook, Zalo để quảng cáo thu hút thành viên bằng cách thành lập các hội nhóm kín, tung đường link để mọi người truy cập. Bên cạnh đó, còn có những link web đen núp bóng các trang giải trí xem phim, nghe nhạc trực tuyến. Tưởng như chỉ vào các trang giải trí bình thường, nhưng chỉ cần tò mò, kích chuột vào một vài đường dẫn. Người dùng mạng có thể tiếp cận với các trang web đen và đương nhiên trở thành khách hàng chi trả tiền cho những kẻ kinh doanh. Đây là đối tượng Lê Đắc Huỳnh. Huỳnh vốn là lập trình viên của một trung tâm công nghệ thông tin tại Cần Thơ. Quá trình làm việc, Huỳnh thấy một số người kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh web đen. Để tìm hiểu cặn kẽ cách kiếm tiền này, Huỳnh tham gia những nhóm kín trên mạng xã hội Facebook chuyên chia sẻ, quảng cáo phim đen, đồi trụy.
Sau một thời gian, Huỳnh đã nắm được phương thức hoạt động của những kẻ kinh doanh web đen, buộc người xem phải trả tiền mua tài khoản trên website mới có thể xem và tải phim về, nên nảy sinh ý định xây dựng web đen để kiếm tiền. Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ cuối tháng 8 năm 2015, Lê Đắc Huỳnh tạo tài khoản để quản trị một diễn đàn trên website www.zeta.com rồi tải các phim, video, clip, ảnh có nội dung không lành mạnh lấy từ một web đen của nước ngoài đăng lên diễn đàn. Sau đó Huỳnh dùng chương trình thay đổi tên miền của trang web thành website có tên là Filmmas cho ngắn gọn dễ nhớ. Để thu hút lượng người vào xem trang web mới này, Huỳnh sử dụng Facebook cá nhân mang tên là Lê Huỳnh, lập các nhóm kín, đăng hình ảnh và đường link dẫn đến web đen. Khi các thành viên trong nhóm kín truy cập vào trang web muốn xem phim sẽ phải liên hệ với Huỳnh qua các tài khoản Lê Huỳnh. Được Huỳnh gửi cho mật khẩu để vào xem phim, tải phim. Chỉ một tháng sau, khi đã thu hút được số lượng đông đảo thành viên tham gia diễn đàn xem phim, Huỳnh bắt đầu thu tiền bằng cách đặt ra mức phí đăng ký thành viên theo các gói 10.000 đồng một tháng, 20.000 đồng 2 tháng, 50.000 đồng 6 tháng và 100.000 đồng 12 tháng. Các thành viên đăng ký để được xem phim trên trang web đen do Huỳnh lập ra chuyển tiền bằng cách chuyển mã thẻ cào điện thoại qua tin nhắn Facebook. Quá trình hoạt động, Huỳnh lập rất nhiều nhóm kín trên Facebook để quảng cáo cho web đen mới. Do vi phạm chính sách của Facebook nên những nhóm kín này liên tục bị xóa. Cứ mỗi nhóm bị xóa thì Huỳnh lại lập một nhóm mới nhằm quảng cáo rộng rãi web đen của mình. Huỳnh đã lập trên 30 nhóm kín và đăng khoảng 600 phim, video clip có nội dung bậy bạ lên 2 trang web đen. Trong đó có 851 tài khoản hầu hết đã đóng tiền cho Huỳnh để truy cập vào các trang web đen. Chỉ riêng trang phim VIP AV, trong một thời gian ngắn, Huỳnh đã thu về 10 triệu đồng. Hành vi sao chép phim, video clip có nội dung đồi trụy, không lành mạnh để đăng tải lên các trang web nhằm thu hút người dùng mua tài khoản, thu lợi bất chính của Lê Đắc Huỳnh có dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, thì nhận diện những thủ đoạn tiếp thị phim đen này cũng là một biện pháp để các gia đình quản lý, giáo dục con em mình trong môi trường Internet.